Phố sách Hà Nội luôn là điểm đến quen thuộc của những người yêu sách và cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc thường niên dịp Tết đến xuân về. Năm nay, bên cạnh việc bổ sung hàng nghìn đầu sách hay được chăm chút kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức hay chủ đề sách Tết được chú trọng, thì phố sách cũng được trang hoàng rực rỡ, thu hút hàng ngàn lượt du khách. Trở về quê hương sum họp đoàn tụ cùng gia đình để đón một cái Tết Nguyên đán đầm ấm và an vui. Hôm nay ngày mùng 4 Tết, nhiều người dân đã trở lại thủ đô và lựa chọn phố sách làm địa điểm du xuân. Ngay từ sáng sớm, phố sách đã thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, tham gia các hoạt động giao lưu tác giả tác phẩm, ký tặng sách cũng như mua thêm nhiều đầu sách mới để xây dựng thói quen đọc sách cho con em mình. Phố sách Xuân Giáp Thìn 2024 có chủ đề Tri thức trao tay Xuân Vạn Điều May là một trong những sự kiện nổi bật, ý nghĩa được tổ chức kết hợp các hoạt động thường niên tại phố sách Hà Nội, góp phần tôn vinh, tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, đồng thời tạo không gian hoạt động văn hóa vui tươi, phấn khởi cho người dân khi xuân về. Cùng nhau đọc sách, ngâm thơ, tìm hiểu về cách viết thư pháp hoặc chụp một bức ảnh check-in và tất nhiên, điều không thể không làm khi đến phố sách, đó là chọn mua những cuốn sách hay mới ấn hành. Có rất nhiều điều thú vị để phố sách kéo người dân đến đây, để đọc, để cảm nhận, để nhâm nhi một cái Tết không vội vã trong một ngày thời tiết Hà Nội quá chiều lòng người. Con rất thích đọc sách, trong đó là câu chuyện Si Cậu Bé Bước Chì. Con rất thích đi vào sách với mẹ. Con mong mẹ mua nhiều sách hơn. Thì hàng năm mình nhà mình sau khi mà đã về quê trước Tết thì mình đều chọn phố sách là địa điểm đầu tiên để cho các con du xuân, bởi vì là mình muốn giáo dục các con về truyền thống của người Việt, đó là yêu chữ, đem một nét đẹp của người Việt Nam, và cũng mong các con là sẽ học được nhiều điều từ đấy. Đây là năm thứ 9 phố sách xuân được tổ chức và là năm thứ 7 sự kiện diễn ra tại phố sách Hà Nội 19 tháng 12. Đây cũng là lần thứ 3 phố sách xuân mở xuyên Tết để thu hút du khách. Sự kiện này đã trở thành một nét đẹp văn hóa của thủ đô. Mỗi dịp Tết đến xuân về là nơi tái hiện, lưu giữ và định hình một không gian văn hóa sáng tạo mới, nơi các giá trị tốt đẹp và nhân văn được đề cao và lan tỏa như giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết, tô màu tranh, là mô hình trò chơi thiếu nhi, tổ chức không gian đọc sách, trưng bày tranh dân gian, trải nghiệm viết thư pháp và làm bao lì xì, chuyên mục ảnh đẹp cùng sự kiện phố sách Xuân Giáp Thìn 2024 và mini game sự kiện trên fanpage phố sách Hà Nội. Đầu năm thì cũng muốn đưa các con đến phố sách để có cái địa điểm vui chơi và cũng có không gian văn hóa để các con có thể lựa chọn cuốn sách các con yêu thích, và cũng là nâng cao cái khả năng đọc cũng như là niềm yêu thích đọc sách của các con. Không chỉ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn 2024 với điểm nhấn là chương trình lì xì sách Tết lần đầu tiên được tổ chức với hơn 16.000 cuốn sách được trao tận tay du khách dịp đầu năm mới.